bạc là thứ chi chi, tiền là tờ giấy số ghi rõ ràng. Cần tiền phải không? Cần tiền. Ê, đừng có nữa. Tự lực cánh sinh, cầm tiền chính cho bàn tay vừa làm là tiền nó mới tồn tại, nó mới lâu dài. Là sao anh? Ta là body hết, ta làm lại từ đầu phải không? Chị chịu chơi hả? Để tôi hiến kế. Wow! Chị trả 2 tháng. Lấy 2 đầu lương, còn được tuyên dương. Thế cũng được được ha. Hiến tại thì mình sẽ hái tiền. Hiến tài, hái tiền, phát sóng lúc 19:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên VTV9.